Hello, hello quý vị khán giả. Hôm nay là nhà của Misun là ăn Tết Tây nha quý vị. Bữa nay là mùng 1 nha, mùng 1 Tết Tây chứ không phải mùng 1 Tết mình nha. Đó, thì bây giờ là nguyên cả nhà đang chuẩn bị món để ăn Tết. Bây giờ Misun sẽ quay cho mọi người xem là gồm những món gì nha. Thì đầu tiên thì xin chúc tất cả quý vị khán giả, chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nhà nhà được ấm no hạnh phúc, vui vẻ phát tài, luôn luôn khỏe mạnh nha quý vị. Rồi bây giờ Misun sẽ quay từng món cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ sẽ quay review cho mọi người. Sao đá không vậy? Đá đổ hình lâm. Món này món gì đây thợ? Cái này là thịt ba rọi rút xương nướng. Ba rọi rút xương nướng đỡ khó quá, quay cho rõ rõ cho quý vị xem coi. Đây là món ba rọi rút xương nướng nha quý vị. Ôi hấp dẫn quá đi. Tết tay. Rồi kế tiếp mình sẽ đây, món này là tôm xiên que nha quý vị. Còn có mấy cây nè, còn mấy cây à, đó. Rồi món thứ hai là món bạch tuộc. Bạch tuộc làm gì? Nướng sa tế. Bạch tuộc nướng sa tế hả? Bạch tuộc nướng nữa hả? Xong nhúng giấm ta. Bột tuộc nướng sa tế. Rồi món thứ tư, khó giữ thợ nấu. Món thứ tư là gà giả cầy nha quý vị. Mấy con mà một nồi kinh khủng nha. Một con gà trống nồi 5kg. Ghê vậy? Gà đâu bự dữ vậy? Gà nó quyền nó qua nè. Vậy hả? Múc lên coi cái cục nó bự cỡ nào. Nè cái này nói chung con gà nó có cái này nè. Tính. Cái này là cái gì của con gà quý vị? Gà trống nha quý vị, đây là cái tính nha. Đạn hả? Gà trống là mình có tính. Ủa vậy hả? Bảy. Tức. Bà cha mày. Gà giả cầy nha quý vị ơi. Trời ơi cái da con gà gì mà nó dày thấy ghê quá. Gà này nuôi có 3 năm mà. Gà nồi có 3 năm mà 5kg. Dòng cái da của con gà này quý vị. Dạ nó ăn gà vàng sực. Cái da của nó ăn này sực luôn. Hả? Thôi 5kg chứ nó khoảng 4,5kg à. Nó 5kg. Chẳng chưa. Đó đây là một vàng thợ nấu để ăn tết tây nha quý vị. Ăn Campuchia. Nướng vậy là còn phải nướng thêm à. Còn phải nướng thêm hai món này nữa đúng không? Con sao bay nó được rồi. Thôi khó quá. Làm camera quay lại cho quý vị nó cực lắm chứ không phải giỡn đâu nha. Khói nó cứ ập vô mặt. Cực lắm á nha. Đó ba rọi rút xương. Ai da trời ơi. Bạch tuộc nướng sa tế. Con nào con nấy chập á lửa luôn quý vị ơi. Ăn Tết nha quý vị ơi. Mình ăn ké Tết Tây thôi chứ không phải Tết mình. Nướng là ăn. Không phải là Tết mình nha quý vị. Hả? Tột với tôm nướng lên ăn thôi chứ. Ok, nướng lên lầy quất thôi. Trời ơi, nó khói quá, y như là trong phim chiến hiệp vậy. Khói quá, cháo mà xa rồi quý vị ơi. Sao mà khói dữ ta? Chắc vậy quá. Trời ơi, khói. Bây giờ thật nhỏ mẹ nó phải dùi vô đây nữa. Bỏ thêm cái dừa hả? Nhưng mà phải nêm thêm tí xíu thôi cho nó ngọt. Muốn hấp dẫn quá quý vị ơi. Mới coi là món mới coi chín chưa. Tôm xiên que nướng nè quý vị ơi. Bạch tuộc nướng nè. Đây chuẩn bị món mới còn nhiều ghê á chứ. Nướng còn quá trời quá đất luôn nè. Mấy ăn cũng to đồng luôn quý vị. Mình chập á lửa. Đây. Bây giờ từ hồi sáng tới bây giờ là đã xong rồi nha quý vị. Đó, bây giờ là lên bàn nha. Còn có mặt tất cả. Tao có tủ lời nữa. Quay nè, xin mời. Quay từng món cho quý vị nha. Heo. Còn đây là gà giả cầy nha. Món này của vợ Trần Quyền.
gì? Mì xào hải sản. À, bà mãi nghe kim chi. À. Đây. Còn à, bà tuột nước xong sao cái màu không xấu dữ vậy? Không, nước này có làm kia không có. Hả? Từ nãy từ từ bà nước nước đem gì vô. Sữa. Cái tủ lạnh dưới đó. Sống có sống nó mở ra rồi. Có sống không? Hộp con. Có sống là cuốn ăn ăn chung với lại thịt nướng. Đó. Đủ món luôn. Đây. À hello, chúc mừng năm mới đi chứ là. Hello. À bây. Hello. Chúc mừng năm mới đi con. Cả nhà. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới mọi người. Rồi, Tina. Tina nói gì? Chúc mừng năm mới mọi người. Hay à, Tina chúc mừng năm mới nè. Chúc mừng năm mới cả nhà. À. Giờ đầy đủ báo quan nhân hỏi cho nó chủ cha. Tôi xin lỗi mọi người, lỡ liệu. Liệu liệu liệu. Liệu cắt gì có làm sao để vậy đi. Cắt gì? Đó, từ sáng tới bây giờ là theo thợ nấu quay phim cho quý vị xem nha. Đó, hôm giờ bắt đầu là mình nhập tiệc cả nhà ơi. Bây giờ là nhập tiệc nha. Nhập tiệc nha. Kính thưa quý vị, đây là ở nhà má mi. Nhà má mi của Mi Xuân nha quý vị. Dạ. Đó. Đấy. Happy New Year, Happy New Year cả nhà. Cha mày. Chúc mừng năm mới cả nhà nha. Còn nãy giờ là cũng quay tất cả các món cho quý vị xem rồi đúng không? Đó. Và bây giờ là bắt đầu là mình đi vào nhập tiệc nha quý vị. Ai biết ai đi đâu tôi đâu biết. Gì bi? Đó, hôm nay tết tây là Mi Xuân xin phép quý vị là Mi Xuân nhậu. Nhậu không có lên bài nha quý vị. Đó thì giờ lên bài chắc có lẽ là quý vị cũng không có xem đâu, tại vì nhà người người ai cũng ăn nhậu hết rồi đúng không? Đó. Bây giờ bắt đầu nhà mình còn cái đó mà. Nhà ơi. Mình còn này phải không? Chúc. Tốt lắm á. Chúc về. Chúc cả nhà. Vô. Chúc mấy người không? Ly luôn luôn. Ly của Út luôn nè. Thuận lợi xuân. Mẹ mày đâu? Đó, lấy đi bọn này. Đây còn dư ly nữa nè. Đây có luôn cái trời ơi. Trời ơi. Những người phụ nữ thì luôn luôn. Vô. Vô. Oh, happy new year. Tất cả trên dưới ba mẹ con cái đều khỏe mạnh hạnh phúc nha. Đi bên đời. Happy new year cả nhà. À, chúc mừng năm mới cả nhà. Rồi bây giờ là Mi Xuân sẽ kết thúc nha, nhậu. Rồi anh để tí xíu mà nếu còn thấy đường thì sẽ quay cái tàn cuộc cho quý vị xem. Theo quý vị ha. Để nói giúp nghe tôi đi hết. Vô. Mấy người không có gan là thôi bác. Vô lại. 1, 2, 3, vô. Chúc mừng năm mới. Happy birthday ông ấy gì? Happy birthday. Tàn quá. Có tăng mới có lệch được thật quên. Không kìa, câu hoài hả? Câu hoài chứ. Đồ, cái này. Đó. Ê. Đó. Ghê. Vô hết cả bàn đi. Nè, Phượng đi làm con nhà nấu gần nè. Phượng đang đi làm những con nhà nấu gần nè. Nghe hả? Ủa ai đang đến đây? Im đi. Kính thưa quý vị, bây giờ định quay cái tàn cuộc cuối cùng cho quý vị xem nhưng mà giờ nó âm sầm quá quý vị ơi. Bây giờ hầu như là đó quý vị, dòm kìa, nguyên một cái thao kìa, nó thao rác kìa, ăn kìa. Đó, giờ nhỏ em Út nó la âm sầm luôn rồi quý vị. Cho nên là bây giờ Mi Xuân chỉ quay đến đây thôi nha quý vị, kết thúc nha chứ quay nữa là nó xấu hổ lắm quý vị ơi. Báo cáo với quý vị là đến thời điểm này là Mi Xuân đã xỉn rồi nha quý vị. Xỉn dữ lắm rồi đó. Mình bắt đầu mở lo kẹo kéo lên hát để cho nó tỉnh nha quý vị. Đó. Thì ngày hôm nay thì Mi Xuân xin chúc lại thêm một lần nữa, chúc tất cả quý vị khán giả, chúc tất cả mọi người ăn năm mới vui vẻ nha. Yêu cả nhà nhiều lắm nè.